Cải cách ruộng đất. Tờ cải cách ruộng đất mỹ miều như thế, nhưng thâm ý của Hồ và Việt Cộng là tiêu diệt tất cả những người cũ có khả năng chống đối lại Đảng Cộng sản Việt Nam để lập chính quyền mới xã hội chủ nghĩa với con người mới của giai cấp vô sản ít học, khác hoàn toàn với xã hội cũ dùng trí thức. Đây là đường lối chính sách của Cộng sản quốc tế, không riêng gì ở Việt Nam. Hồ nhận chỉ thị từ Cộng sản quốc tế. Hồ tuyển chọn nhân sự, tổ chức, học tập, huấn luyện, thực tập các đội cải cách ruộng đất theo khuôn mẫu của Trung Cộng, mà cương lĩnh là đại hội lần thứ hai đã quy định rõ phương châm thực hiện là giết lầm 10 người, không bỏ sót một người. Cuộc cải cách ruộng đất giết trên 200.000 người. Con cái đấu tố cha mẹ, dâu đấu tố cha mẹ chồng, tớ đấu tố chủ với lời lẽ khiếm nhã như mày tao với cha mẹ. Sau đó là đánh nhân dân giai phẩm và chỉnh lý nội bộ, thanh toán lẫn tất cả những người cộng sản nghi ngờ bất lợi cho cộng sản, là ghép đủ thứ tội để tiêu diệt hết trên tinh thần giết lầm hơn bỏ sót. Xin chuyển video này cho nhiều người cùng nghe, nhất là giới trẻ trong ngoài nước, người Mỹ, và cho tôi câu hỏi trái chiều. Cảm ơn mọi người thiệt nhiều. Đọc tin.